Please sit down. ជំរុញជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មការតទៅទៀតហើយជាកិច្ចបន្តនេះសូមបុគ្គលវិធិការនៃការតាំងសំណួរដល់សាក្សីរូបនេះទៅលោកចក្រមសង្មាក់ដើម្បីដំណើរការសូមអញ្ជើញលោកសង្មាក់ Voilà, je vais demander au témoin s'il m'entend. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Est-ce que vous avez des problèmes pour entendre et est-ce que vous avez des problèmes pour voir? Oui, j'entends. Ce matin, vous avez semblé avoir quelques difficultés pour bien voir. Est-ce que vous avez ces difficultés depuis longtemps? Est-ce que lorsque vous étiez détenu à M13, vous aviez également des problèmes pour bien voir? Donc, à cette époque-là, vous voyez bien. Est-ce que vous avez été scolarisé? Est-ce que vous avez été à l'école? Est-ce que vous avez reçu une instruction? Est-ce que vous savez lire, écrire et compter? Et compter, est-ce que vous savez compter? Alors, Ce matin, nous avons parlé des détenus qui étaient donc à M13. Vous nous avez parlé de soldats. Et nous avez dit que c'était des soldats Khmer Rouge. Vous avez dit que ces soldats Khmer Rouge avaient été vaincus ou qu'ils avaient subi une défaite lors de combats avec les forces républicaines. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Est-ce que c'est exact? Bah,
Quelle sorte de vêtements ces personnes portaient-elles? J'ai pas compris. Est-ce qu'elle portait des vêtements noirs ou non? Đề kỳ bị tranh tâm mối tức nâng khi ông có bán xua kế kê có bạp khi ông thạc khi ông thư tập và kỳ tử chơi khi nếp rương bay tại nè bay tại nó bạc tập nè bạc tập nó nâng khi ông đi sáng để tiện nạ mê rong cổ nâng tên này dê nô. Vous nous avez également dit ce matin que vous avez été détenu dans une fosse. Est-ce que vous pouvez nous décrire plus précisément quelles étaient vos conditions de... Non. Est-ce que vous pouvez nous décrire plus précisément cette fosse? Comment elle était? Est-ce qu'il y avait des problèmes particuliers ou non? រណ្ដៅនឹងចម្រៅ3ម៉ែត្រនៅជាប់គុកនឹងយូរណាស់អត់មានកន្ទេលដីទេដីផ្ទាល់នឹងដីពេលណាឈឺបាត់ជើងតូចបាត់ជើងធំបានគេដាក់ចិនដើឲ្យឡើងមកតែដៃនៅជាប់ចំណងទេគេអត់លែងទេលែងតែខ្នោះជើងនឹងដែលនៅក្នុងនឹង Combien de personnes y avait-il dans chaque fosse? Tata, mien chumnuon manu paman ne knong ron dau ni muoi ni muoi. Knong ron dau ni muoi ni muoi ba khiam sman tau ni ye sman te knong pe long vi ap ban rap ban ai te tai ba thang yang tik na ku ta 20 ta 30 ne da knong man dau. Il y avait combien de fosses? Tata mien rond dai pon man nou ti nou. Nou at cham phang ta sman tha yang phael ta 7 6 7 dau pa nang. Ces fosses avaient toutes la même taille ou celle où vous étiez était la plus grande, la plus petite? Est-ce que vous avez des précisions? Vous avez dit que vous étiez enchaîné. Vous pouvez nous préciser de quelle façon vous étiez enchaîné? Qui d'a knoch jeung
mien a nok dai ki krom kang ki thoe kang nyok a nok dai ki krom tau ki dak khnoh chop knong kang chueng ning khlong ma nong 5 tau 6 nak knong ma nong dai Est-ce que il y avait des problèmes quand il pleuvait? Tata mien panha kat lang te na pe da mien phlieng thleak. Mien pel da mien phlieng thleak nang keu chok a. Tambol nang vie vi ta tia pe phau vie thom. Vi ot man ne vi lech chok a. Est-ce que vous avez été le témoin d'inondations dans les fosses? Tata, lok min tatu rong kru doy sa ka lik tak dai do te na knong randau nong. Kal da khnyom nou chop nang at tan min rong kru re. Ta kran tae vi ta chok hai ko at min panlak phlak do kho ao. Ta tức nâng ngột nâng ta khơ mùi bà lạc nâng Vous aviez la possibilité de vous changer d'habit? Chẳng lúc ai mình là tập hiệp đô khó ai tế nâng phê đạc ai sao bạn ăn miên ấy ăn miên kho ao phà mà kho tự cái chặt tô ở bên ma thà ao muối kho muối cả ma muối miên tập năng ăn miên kho ao ấy phà tiệt đấy Est-ce que certains détenus ne disposaient pas de vêtements du est-ce que certains détenus étaient simplement en caleçon par exemple ou est-ce qu'ils avaient est-ce que tout le monde avait des vêtements tôi tôi nói nó cứ sliệt tại slip té rồi có cái miền phải sliệt bình lên đây tam khi mới tôi nợ thằng ốc đi chập cục được khi ông đây đang ăn miếng ăn miếng khó ao ai phạt đô đây và lại chập tôi khá năng cái trang chập những cái bọc một cô chú giống bọc một cô chú giống cái trang mà nẹt môi nó sạt luôn là tê luôn là clean entièrement nu chạy cầm là bánh cứ thả bộ kế luôn là tê sót đem đó ăn miếng cả ai tê rồi giờ mày cả lịch chạm tàu nó miên khó ao thay đạp pel cái chạm chạm bạc cô cái chi bạc cô xong thì chua giờ được bạc cô bằng giá cái chạm mà nó mình nẹt môi làm rát thôi là tê đang ăn miên khó ao ấy cái sạt cháo là Est-ce que vous avez vu des détenus malades? Ta lúc bán khơi nẹ tô na mùi chư đại rủi tề nẹ tô nô tích na nẹ chia bị pro kê oi hốp bay hốp bọ ba tại mùi về khla có ban chập buồn đập ngay tô khla có chập ban cả là khe tô slap ở slap đời xá đạch bài nhưng mà đạch sẽ biếng mà Combien de fois par jour vous donnait-on à manger et qu'est-ce que vous aviez à manger? Tata, lúc tới ban cái ao nhầm rồi thằng ấy rư cò cái ao hỏi cái ao nhầm ấy là rồi thằng ấy lúc ban có ba bức mà với những cái mà với hai hôm mình gặp con nãy là có khi nào sắp ở đâu những nhóm nắng
de ban ruoy khluon ro rien mien chivit nung khom chop tang pi tol khnie khai khai kdak khai khai dab muoy ke oy khom luk doch nung luk dak khom leng chanh mo kat panchun khom tau pusat nok chnam 74 bat tau khom tano khat pusat bat Vous vous souvenez avoir été entendu par des enquêteurs du tribunal? Est-ce que vous vous souvenez de la visite d'enquêteurs du tribunal qui vous ont interrogé? Dans le dossier, nous avons un procès-verbal de votre audition qui figure à la cote D78. 2 dans la version française à la page 3, il s'agit de numéro de RN 00195537. Vous avez notamment dit les prisonniers qui ont été morts à cause de la famine étaient plus nombreux que ceux qui ont été morts à cause de la torture. Chaque jour, il y avait environ 10 à 20 prisonniers qui ont été morts à cause de la famine. Est-ce que vous confirmez ce que je viens de lire? Est-ce que ça correspond à ce que vous avez dit? លើកឡើងអំបញ្ញមែនទេថាវាឆ្លើយតបនឹងការសម្ភាសយកចម្លើយរបស់លោកជាមួយនឹងអ្នកសើបអង្កេតពិតមែនដែរឬទេបាទពិតស្លាប់ដោយសារនឹងអត់អាហារនឹងមួយថ្ងៃយ៉ាងតិចក៏10 ទៅ5អ្នកទៅ10អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលការស្លាប់ដោយធ្វើទរណកម្មខ្ញុំបានឃើញគេចង់ចង់មនុស្ស4អ្នក5អ្នកគេបោះពកួយជា4 បោះពកួយជា4អញ្ចឹងហើយគេបោះពកួយកដាល1ហើយគេចង់4អ្នកហ្នឹងបាទពកួយ4ហ្នឹងចង់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយអ្នកកដាលគេចង់អាអ្នកនៅកដាលគេហ្នឹងគេបាញ់អាហ្នឹងគេបាញ់អាអ្នកកដាលហ្នឹងបាញ់ឲ្យងាប់ហ្នឹងតែដឹងបាញ់ហ្នឹងដើម្បីបំបាក់ស្មារតីឲ្យអ្នក4អ្នកហ្នឹងស្លាយគេដើម្បីគេយកសំណួរកំដឹងអីហ្នឹងផងខ្ញុំជាអ្នកទោសខន្តែគេលេខឃើញមើលឃើញគឺពិតតែអញ្ចឹងអត់មានយឺ Donc, vous confirmez qu'il y avait tous les jours, chaque jour, un nombre important de détenus qui mouraient de faim. បានអ្នកទោះច្រើនស្លាប់តរលថ្ងៃមិនដែលថ្ងៃណាមួយថាអត់ទេបើតិចណាក៏នៅតែ2-3អ្នកមួយថ្ងៃពីរបីអ្នកទៅ5អ្នកទៅ10អ្នកជួនតិចជួនច្រើនរាល់ថ្ងៃដែលអ្នកស្លាប់ដោយទរណកម្មនោះខ្ញុំបានឃើញតែពីរអ្នកទេដែលធ្វើបាញ់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបាញ់កដាលមិនទីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតែដល់ស្លាប់ដោយវាយដោយអីគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងផងវាគ្រប់ច្រកលហកគេមិនអោយយើងឃើញប្រមាណទេព្រោះយើងជាអ្នកទោសពេល
Alors, vous nous avez expliqué tout à l'heure que
Vous avez été arrêté, vous avez d'abord été mis dans une fosse où vous êtes resté et vous avez ensuite été autorisé à sortir pendant la journée. Vous n'aviez plus de chaîne pendant la journée. ពេលដែលឲ្យខ្ញុំចេញមកថ្ងៃហ្នឹងមកបោះវាលថែតំកលែងឲ្យគេឲ្យធ្វើការពលកម្មហ្នឹងគេអត់ដាក់ខ្នោះទេតែគេដាក់ច្បាក់កចាប់ដល់យូរយូរទៅបានគេលែងដាក់ទាំងខ្នោះជើងលែងទាំងដាក់ច្បាក់ករឹតបានគេឲ្យខ្ញុំទៅប្រាសាទទៅ Quel est le travail qu'on vous a confié? Sang chơ vô mà thơ tròn xê ca pía cà pa lọc cà rộp thật lạc cà rộp bậy. Nhưng mà thơ ca nó không tìm ra thằng anh. À quoi servaient les fosses que vous creusiez? បំណងដែលគេជីករណ្ដៅនោះគេដើម្បីធ្វើអីតើគេប្រើរណ្ដៅនោះសម្រាប់អ្វីដែលជីករណ្ដៅនោះគឺជីករណ្ដៅត្រង់សេការពារកប៉ាល់ហោះទម្លាក់ហើយមួយចំណែកទៀតជីករណ្ដៅគុកបន្ថែមតរទៀតនឹងដែលខ្ញុំចេញរួចមកគេលែងដាក់ខ្នោះដាក់អីហើយនោះ Est-ce que vous avez vu ces fosses utilisées pour mettre des détenus ou est-ce que vous avez vu ces fosses utilisées pour autre chose? ឃើញគេប្រើរំដៅនេះសម្រាប់ដាក់ណាក់ទោះឬក៏គេប្រើរំដៅនេះសម្រាប់ធ្វើអីផ្សេងទៀតឃើញតែធ្វើដាក់សម្រាប់ណាក់ទោះបាទគេរំដៅនឹងសម្រាប់ដាក់ទោះហើយនឹងធ្វើត្រង់សេតែប៉ុណ្ណឹងទេធ្វើត្រង់សេនឹងគឺសិតតែកាប់ឈើប៉ុណ្ណឹងមកយកមកច្រោះហ្នឹងយកមកច្រោះត្រង់សេច្រោះការពារកប៉ាល់ហោះទម្លាក់ចំ Vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous aviez vu des personnes attachées à des poteaux. Et si j'ai bien compris, il y avait quatre personnes attachées à ces poteaux. C'est exact. ខ្ញុំឆ្លើយថាធ្វើនេះធ្វើដោយមិនតន្ត្រូវមកធ្វើនេះខូខូជាទីបំផុតកាត់សម្លាប់គ្មានត្រាប៉ុណ្ណីជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាចាញ់សាសគឺដតីផងគឺស្រឡាញ់ជាតិគេឯងជាខ្មែរទៅធ្វើបាបខ្មែរនោះហួសនិស័យលើសពីសត្វធាតទៅទៀត Donc, est-ce que vous confirmez qu'il y avait quatre personnes attachées à ces poteaux? Ok.
khiom ban chea tha ki chang nung pangkua nung buon na tang ah vi pram na ki bay ma na no sal buon bay a ka pangkua ka da la a pangkua ka da la ki bay a nung ki chang a ka da lung oi a buon na khang pi na ka ne pi na nung oi me a ka da lung nung khiom khoen chang ma Qui est-ce qui comment a-t-il été abattu? Est-ce qu'il a été abattu coup de fusil? Qui est-ce qui éventuellement tirait ces coups de fusil? Bokol ne trơ ban ke samlap yang mech tha ta ke bañ samlap kwat hoy do na ke prae kam phleung samlap bañ kwat nang Nak da bañ nang chmoh ta chan nang kat kat khlong kat nak bañ ta khiam khoeng ta chan nang da bañ no ka dal ti nang khoe bañ pi dang để thôi anh chăng thôi được khi mà gì mình nâng mạnh bị đằng nâng kiểu khởi toát phần này mà quel âge avait cette personne qui a tiré tha ta nẹt đẹp bánh kế nâng ayu phần mạng ta chan nâng khiom lư tật lục địch nâng hào cọt bằng bằng chăn bằng chăn tới đằng cọt ở dụ phần màn đấy Est-ce que c'était un enfant ou pas? Thà ta bộ cô đại bánh kế nó chỉ mấy rư có dạng mạch Chà hai Hai là tựa dụ Vì chả non nông phải hai là Sam sai 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 pram chanam ai đâu lần thứ lư là tam sman mà nó chả hay cất miên côn của mông của là hay où sur quelle partie du corps a-t-il tiré ta ta quật bánh trâu cái lại na bánh trâu lơ chôn rong rốn nó trong cái lại na bánh trăm cái bàl khiêm chỉ nè tu nâng được khiêm đã bỏ nâng khiêm bàn chục và môi chiêm và môi lìa cả ba lấy vô ta cọp cho là Est-ce que Duc était là? Est-ce qu'il a ordonné quelque chose? Ta lo khơi quan tranh bình chia dạng mạch đại được thế. Bạn ắt khơi nhé, khi mà ắt khơi tận đôi tế khơi thì ta chăn tranh một bàn nhà mỏng. Ta đăng tận đôi cần nâu lại na khi mà đăng phẳng. Est-ce que vous avez vu d'autres prisonniers qui étaient maltraités? Est-ce que vous avez vu des scènes de violence particulières? Tập bóng côn khơi đấy bạn khi bạn bạn khơi hai cái bàn vô khi ông nâng chuyện để cái ôi đau bỏ viên lên cái ôi khi ông nâng từ chi chuyện đau ôi thì thiệt hay khi ông khai cái pro tàu khi ông từ chi cái hay cái vay làm lắp cho cặp nâng tàu Donc, vous avez vu des prisonniers être battus. Avec quoi étaient-ils battus? Est-ce que vous pouvez nous répéter avec quels instruments les prisonniers étaient battus? J'ai entendu des cannes, des tuyaux et des bêches.
Nhóm lư thà đồng bó hơi nâng chọp ta men đại tế bạn vay mình bông chọp chọp cặp vô nâng vay men khiêm khơi chứ bạn nè phó khiêm chiến ạ tàu chi chiến đấu ở kỳ tiệt phó kỳ hào khiêm tàu à còn cà phê cục nâng hào khiêm tàu và khiêm được cái bụng bỏ viên là cái là mình tì nâng kỳ hào khiêm tàu ấy tàu chi chiến đấu nâng liệt tìm tì và hà ta cặp nâng không ai cũng về chẳng có bài đồng tí á chuồn cá tháng ngày na muối chuồn cá khơi cái bom chăng bom mà lia các ba lên mặt đăng chỉ khán bài nữa mà khi ông bảo viên lên khi ông bán khơi chỉ bán nè cái bom mà không mỏi để cặp về chăng trung bình thì hỏi rồi ta tại nợ tôi được khi nào nên còn tại mục khi mà nợ nên khi thà xăm man giang tích của tập pi rồi bay rồi nợ còn được cái para khi em nâng oai vô không mỏi khi anh ngập ngập bị khi nào mà ngày cặp rồi là ngày Est-ce que vous avez vu d'autres formes de violence qui ont été utilisées? Est-ce que vous avez vu notamment des détenus qui ont été mis dans l'eau? ជាពិសេសលោកបានឃើញគេយកអ្នកទោសជំមុជចូលទឹកដែរឬទេបាទបាទឃើញគេចាប់អ្នកទោសនឹងទៅគេចងដៃចងជើងហើយគេជំមុជក្នុងទឹកតប៉ាំងច្រាបជំមុជហើយគេលើកយកមកសួរចម្លើយតើខ្ញុំគាត់តែកលេចឃើញនេះខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំពេកចង្កេះចេញមកខ្ញុំអត់ហ៊ាននៅចិត្តទេខ្ញុំដើរចេញមកអត់ហ៊ានលើគេទេEst-ce que l'accusé, est-ce que Duc était là lors de ses interrogatoires avec des prisonniers qui étaient immergés dans l'eau? អត់មានទេមានតែដែលអ្នកទៅសួរចម្លើយនឹងឈ្មោះមាសដែលអ្នកធ្វើបាបផ្ទាល់ដៃនឹងខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាឈ្មោះមាសដែលនៅជាប់ជាមួយតាដូចនឹងតែតាដូចអត់ដែលចេញឯងក៏នៅតែក្នុងទីឯងEst-ce que vous avez vu Duc?Participer ou être présent lors de scènes de violence. Est-ce que vous avez vu d'abord Duc frapper des gens? តាំងមិនដៃទេតែបៃកាត់វៃមកទន្ទុះបានអាកងកុមារដែលតូចតូចដែលនៅក្នុងទីនឹងវាមកវៃជំនួសវិញដល់ពេលវៃមនុស្សប្រកែកទៅខ្ញុំឃើញតែដូចនឹងកាត់ទះកប៉េះគូតកាត់ហើយកាត់ស្រែកហូអស់ស្រែកស្រែកកាត់ស្រែកស្រែកស្រែកអាក់អាយហើយកាត់ទះកប៉េះគូតកាត់តែឃើញមនុស្សកំពុងប្រកែកណាប្រកែកនៅដីDuc riait parce qu'il voyait cette femme souffrir. Est-ce que vous avez compris ma question?លោកចក្រមលបនឡាវែនលោក
Est-ce que Duc a ri parce que cette femme souffrait? Vous nous avez parlé des gens décédés. Vous avez parlé de cadavres. Vous avez vous-même participé à l'enterrement, à la mise en terre de cadavres. Est-ce que vous avez été le témoin de mise à mort, d'exécution? Vous saviez qui était cette femme? Anh có là ngay nó, anh cô mình đi vô ngay, anh ăn sầm lạp thì vô sẽ đây anh sầm lạp thì không mang ấy cả thang chẳng, nhầm lưu gần dưới chứ ba.
qui était chargé de procéder à ces exécutions. C'était des gardiens, c'était des gardiens qui avaient quel âge? អ្នកយាមនឹងគាត់មានអាយុប៉ុន្មានដែលអ្នកយាមអ្នកទទួលខុសត្រូវការសម្រាប់នឹងមានអាយុប៉ុន្មានដែរអ្នកយាមដែលទៅសម្រាប់មនុស្សដែលធ្វើទរណកម្មនឹងក្មេងៗអាយុប្រហែលខ្ទង់ 17, 20 ans, est-ce que pour vous, ils étaient encore des enfants ou c'était des adultes? Est-ce qu'il y avait parmi les gardiens des enfants? បាទមានក្មេងៗតូចតូចប្រហែលតែអាយុ5ដល់10ឆ្នាំនឹងមានប្រហែលតែ4-10នាក់ដែរនៅក្នុងនឹងទីនឹងតែខ្ញុំគាត់តែវាអត់ចាំឈ្មោះអស់ទេមិនដឹងកូនចៅនៅណាផង Est-ce que ces enfants participaient à des interrogatoires? Est-ce qu'ils étaient amenés à se comporter de façon violente? Ou est-ce qu'ils étaient amenés à participer à des mises à mort, à des exécutions? ມັນដែលឃើញវាសម្លាប់ទៅដែលឃើញទៅវាវាយវាតប់អ្នកដែលទោះនឹងឃើញវាធ្វើតាមចិត្តវាវាវាយវាតប់វាធាក់វាជេរវាប្រមាថគ្រប់បែបយ៉ាងគឺគាត់ឃើញតែប៉ុណ្ណឹងដែលឲ្យវាទៅឃើញសម្លាប់ខ្ញុំអត់ដែលឃើញទេ Concernant les violences, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir vu utiliser ou d'avoir vu des pinces qui auraient pu, par exemple, servir à... Est-ce que vous avez vu des pinces? ឃើញមានតកាប់ចាប់កញ្ចក់ចាប់កញ្ចក់ហើយមជុលចាក់ដើមគល់កញ្ចក់ខ្លួនខ្ញុំក៏លើកឃើញតែអ្នកដែលរងគ្រោះនឹងស្រែកអាយុអាយ៉ាដែលគេចាប់អញ្ចឹងធ្វើបាបអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានឈរមើលទេខ្ញុំគេចបាត់ទៅទេ Vous avez donc vu ces pinces, est-ce que vous avez vu également les détenus qui n'avaient plus d'ongles? ខ្ញុំក្រាន់តែឃើញចាប់ហើយស្រែកហើយយកមជុលចាក់តែថងដកមិនដកខ្ញុំអត់បានលើមើលអត់ហ៊ានលើមើលខ្ញុំគេចបាត់ទៅខ្ញុំមិនហ៊ានទៅឈរមើលខ្លាចខ្លួនឯងគេថាឯងយកកាយកអីចេះខ្លាចគេចំណាំនោះខ្លាចណាស់បាទខ្លាចមែនតើន Quelle relation avez-vous eue avec Duc, avec le directeur de M13? Je suis
mình nâng hiên mươi mục trăm hả, khai ta bà cắt hào bà ấy tâu 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 thơ mà hào ấy tại ta thay mối cắt hà anh chế hỏi khi để bì là khi mà ruồi bì cắt chốc đặng cục hơi, cắt chốc đặng khăn hạ trường hơi hãy cắt hào khi nhầm tâu thà để bán ông xôn ấy để và thơ con ca bìa cục mùi nâng à mùi khi mà mạch tục tay ấy có bà bê bật láng có cắt bật tháng ở lâu bằng anh bạch nâu nâng á cầm chết à bộ nở rốc bộ bật nâng ở lâu bằng anh ta thơ xe hãy cầm cắt bà chú nhóm tâu xe bạch tàu hãy khi em có lệnh bán đăng tầm đăng ấy đá đá rùi thơ xe hơi hơi bán chỗ đó khai cắt đất bán cắt hào khi em mô khi em ôi khi em tâu bù sạch nhóm lãng làn bì vật cả xanh xong tâu tôi phụ sát mặt thôi là hốt từ chất sắp bầm buồn bàn khi bàn mở sọc với con và con khi ông tha khi ông đang sạp mặt hay ạt là nam mũi tật đang thả khi ông đang đâu rồi thế từ từ đào khi ông chất sắp buồn bàn khi ông đào ra bàn thì đang thả khi ông đâu rồi vous aviez très peur de Duc, vous avez toujours peur de lui aujourd'hui. Est-ce qu'il vous a un jour parlé de ce qui pourrait se passer après M13? Bất bố cần gì thà bằng ấy đào phê chập tấu tàu phần phần gì mùi khi ta cắt cần được gì thế cắt mình ăn vặt thế tại đào phê rồi tấu đào chăn năm chặt sập buồn nắng có cắt bị chun khi ông tàu của sata nắng đôi khi khi ông gì tại đào tại đó bởi vì rương ráo về miền tập bản năng của miền ấy tỏ được tiền Est-ce que vous vous souvenez exactement de ce qu'il vous a dit quand il vous a parlé de Phnom Penh? បងឯងទៅភ្នំពេញជាមួយទៅជាមួយខ្ញុំកាន់និយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងកាន់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងក៏ហើយបាត់ទៅទេអត់មាននិយាយអីតវែងឆ្ងាយទៅទៀតអត់ Lorsque vous avez été entendu par les enquêteurs du tribunal Donc, je rappelle que c'est la cote D78-2, toujours le même numéro d'IRN, la page 3. Vous avez dit ceci. Il y avait une fois, Duc m'a dit, Frère Sorn, quand nous occuperons Phnom Penh, vous devriez vous engager pour le poste de chef de prison à Phnom Penh avec moi. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu cette phrase? ហើយបងឯងដល់ពេលវាយភ្នំពេញបែកចាប់ហើយបងឯងទៅជាមួយខ្ញុំទៅភ្នំពេញក៏ខាងនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងក៏អត់មានលឺអីតទៅទៀត
est-ce que Duc avait un pistolet avec lui? តែដូចកំភ្លើងកាត់មានអាកំភ្លើងខ្លីម្ដងតែពេលកាត់ចេញទៅក្រៅបានឃើញកាត់ដាក់បើថាកាត់នៅក្នុងទីដែលមិនដែលឃើញកាត់កាន់ទៅពីទៅពីទេកាត់ទុកនៅកន្លែងកាត់តែតែខ្ញុំបានឃើញមកកាត់ចេញដល់ទៅក្រៅទៅអីក្រៅពីទីអីហ្នឹងកាត់កាន់កាត់ទៅភូមិទៅអីទៅហ្នឹងកាត់កាន់កាត់ភ្លើង Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les principaux adjoints de Duc? ហើយមានតាចាន់ហើយមាសអឺប៉ុននឹងដែលខ្ញុំបានស្គាល់ហើយខុសពីនឹងខ្ញុំឡើងអត់ស្គាល់ទេតែចប់ចប់ចប់ចប់ជាមួយគ្នាដែលនៅធ្វើជាមួយតែដូចនឹងដែលចប់នឹងមានមិត្តមាសតាចាន់តាប៉ុនណានឹងឃើញដែលខ្ញុំបានឃើញតែប៉ុណ្ណឹងណាក់ទេដែលខុសពីនឹងទៅមានតែកងការពារគុក Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui portait le parler de quelqu'un qui portait le nom de Pal Fal? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'important que vous souhaiteriez dire à la cour par rapport à ce que vous avez vécu? ជូនតុលាការដែរឬទេដែលលោកចង់និយាយអំពីបញ្ហាដែលលោកបានរស់រៀនឆ្លងកាត់កន្លែងនោះខ្ញុំបានគឺបានតុលាការរកខុសត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដើម្បីវែកមុខអំពើឃាតកម្មអរិយៈ បីឆ្នាំ8ខែ23ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ញុំមានចិត្តត្រេកអរជាទីកប់ចិត្តជាទីពេញចិត្តរកអ្វីមកប្រៀបស្មើមិនបានទេដើម្បីរយយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលបានរួចពីក្រោះកាយមហន្តរាយដែលនៅក្នុងសង្គមប៉ុលពតនេះគឺថា មានមនុស្សជាតិណាដែលលំបាកស្មើនឹងសម័យសង្គមប៉ុលពតកាត់កាប់នោះទេសូមអស់សូមបញ្ចប់ Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser aux témoins, mais je souhaiterais interroger l'accusé. Bien, donc, vous venez d'entendre ce témoignage. Alors, tout d'abord, je voudrais savoir quelles sont vos premières observations par rapport à ce que vous venez d'entendre. ដូច្នេះជាបឋមខ្ញុំសូមស្ដាប់ការសង្កេតរបស់លោកតេតតងនឹងអ្វីដែលលោកបានលឺការសង្កេតរបស់ខ្ញុំជាបឋមពីលើសាក់ការសង្កេតរបស់ខ្ញុំជាបឋមពីលើសាក់សីរូបនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីត្បិតតែខ្ញុំមិនស្គាល់ពីមុនមក
lâu nay tụt mình khơi mốc sập lư sạc hay cầm nó bọc kê bất chỉ miền tụt với tình nia kê miền tụt với tình nia nâng mòn đọc bay này dù bất mềm nâng cầm xong tụt tụt sọ môn nâng tạo bố sẵn. การสังเกตบอกคำตีปีคือสกายเพียบบอกเกจิมูลฐานคือตรมตรึงจิมูลฐานเมียนเรื่องข้อฉันรอแต่มันแตกบรรทุกทีFondamentalement, vous ne contestez pas le contenu de cette déposition. Vous dites simplement qu'il y a éventuellement quelques détails qui manquent. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces détails qui manquent ? เปียกขมายเดินเยธาเมียนกาควาจันล็อกนักบันในธรรมันตรำเตรนี่เปียกในคำปราบันในธรรมันตรำเตรเปียกในคำเยธาควาจันล็อกบันในธรรมันตรำเตรAlors, quelles sont ces inexactitudes ? Très précisément dit que vous aviez notamment frappé une femme, que vous l'aviez notamment frappé sur les fesses et que cela vous avait fait rire de la voir se tordre de douleur au sol. Hãy tí bí nhưng mình đã quay sợi tế đối với hãy tí bí không bay hơi mình đã là nam mà chui bay không tiệt tế hãy tí bí như vậy bị thật không tiệt cút nâng xung mình chạy tạm biệt khám ai để bỏng xôn gần như vậy nế tiệt cút khá nhóm thầm ó hay khám tiệt cút luôn ai nhưng mình tiệt cút xây nâng đi
Est-ce que le témoin confirme ce qu'il a dit précédemment, à savoir qu'il a vu Duc frapper une femme et notamment avoir ri en la voyant au sol souffrir? បានឃើញពុតកាត់ដល់ពេលកាត់សម្បាអំពត់វាយបានប្រហែលដល់ 2-3 ពាត់ក្មេងនឹងអ្នកដែលនៅក្នុងទីនឹងវាយនឹងវាយនៅក្រមដើមច្បាក់កដាលវាលនឹងបាទមុខនៅក្នុងទីនឹងវាយកាត់មិនមែនខ្ញុំមិនថាកាត់ទៅតះកាប៉ះគូតណាក់រងគ្រោះទេកាត់តះកាប៉ះគូតខ្លួនកាត់ណាកាត់តះកាប៉ះគូតខ្លួនកាត់ហើយកាត់សើចអស់បាទ Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qu'a déclaré le témoin sur les scènes d'immersion, de plongée de détenus dans l'étang? ATP អាចតែពេញច្រាប់នោះយើងខ្ញុំប្រើសម្រាប់ស្រោចត្រប់ដំត្រប់ស្រីស្រីនៅដំត្រប់នឹងកន្លែងនឹងដូច្នេះគ្មាននាយោអ្នកទោះទៅជាមួយទឹកទៅពេញច្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតឃើញទេ Alors, je redemande au témoin s'il confirme avoir vu des prisonniers forcé à plonger de force dans l'étang. ហើយលំបងគេមកជ្រមុជអ្នកទោះចូលទៅក្នុងទឹកប្រពាំងនោះបាទខ្ញុំបាទឃើញពិតមិនមែនជាផលទេតែមិនតែដូចទេតែតែជាមុជនោះតែម្សិលហ្នឹងតែដូចគាត់មិនដឹងផងទេមិនដឹងគាត់នៅក្នុងមន្ទីរនោះអាអ្នកធ្វើបាបនោះខាងក្រៅណែ Duc, vous suiviez personnellement tous les interrogatoires? Est-ce que vous saviez exactement les méthodes qui étaient utilisées pour chaque interrogatoire? Est-ce que vous pensez que un de vos subordonnés ait pu décider de son propre chef d'utiliser la méthode décrite par le témoin pour interroger un détenu sans que vous en soyez informé? ខ្ញុំមិនជឿថាមានធ្វើដល់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះអាកន្លែងទៅពេញច្រាប់នេះ មានមនុស្សនៅមួយខាងនេះពេញ
ធ្វើអីក៏គេមើលឃើញដែរអ្នកទោះមើលឃើញAutre question. Vous avez entendu le témoin qui a fait état d'utilisation de pinces pour arracher les ongles, d'aiguilles enfoncées sous les ongles. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? Que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Autre question. Vous avez entendu le témoin faire état d'une scène d'exécution où 4 ou 5 prisonniers étaient attachés à des poteaux et où un gardien a tiré sur un des détenus attachés sur un poteau.Alors que les autres étaient à côté de lui. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Vous avez entendu ce qui est dit, il faut que vous attendiez avant de répondre. ខ្ញុំក៏បានរាយការណ៍ជូនលោកចៅក្រមពីម្សិលមិញហើយពីម្សិលមិញឬម្សិលថ្ងៃហើយVous avez été témoin des scènes décrites par le témoin concernant des chiensEn menant des restes de corps humains.អងខ្ញុំព្រះប្រកាសសម្រាប់20មិនុតមក3 5នាទីចូលវិញមន្ត្រីតុលាការនាំសាស្ត្រីរំលឹកទៅបន្ទប់សម្រាប់ហើយនាំគាត់មកឡំមកវិញនៅមក3 5នាទី
Swam Jeng Kraucho, Winston.